Xin chào tất cả các bạn. Thì đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ này nè, là để sửa cho cái bộ nguồn này. Một khi chúng ta sửa nguồn thì chúng ta sẽ nắm những cái nguyên tắc sau đây, và các bạn hãy xem nhiều cái video trước của thầy Mờ là hướng dẫn những cái tuyệt chiêu để sửa chữa mà tất cả các loại máy cơ học, giới học, rồi cũng như là điện tử học gì đó, các bạn có thể sửa được hết tất tần tật do các bạn biết phân tích nguyên lý vận hành của một cái máy. Thì đây là một cái bo mạch của cục nguồn ATX, bộ nguồn, và tất cả các bộ máy nào á cũng có cái bộ nguồn để cung cấp nguồn lại cho nó các bạn ha. Các bạn xem lại những video quy lực vận hành của những cái máy thì các bạn biết đầu tiên chúng ta muốn sống được thì chúng ta phải có thức ăn vào, dự trữ nguồn pin vào. Thì đây là một cái bộ gọi là giống như bộ thần thánh nha các bạn, sẽ cứu sống được các bạn ở trong quá trình sửa chữa. Đây là cái bóng đèn, nó đơn giản là điện vào rồi nó qua bóng đèn rồi nó mới qua cái công tắc này, nó qua cái ổ cắm này. Thì khi mà chúng ta cắm ở đây nó chạm chặt với nhau, ví dụ như mình lấy hai cái mình nói tắt, là những cái bộ nguồn của chúng ta bị nổ cùng chì á, là nó bị chặt nguồn rồi, thì nó cũng giống như thế này nè. Đây là thiết bị của chúng ta bị chạm chặt rồi á, thì chúng ta mở nó lên thì nó sẽ bị nổ. Các bạn nhìn đó, là do cái đó là do mình không có qua bóng đèn. Còn nếu mình qua bóng đèn rồi á, thì nó làm sao mà nó sáng, nó tắt được nha các bạn thấy nè. Nếu nó qua bóng đèn thì nó không sáng, nó không tắt. Đây, nếu nó qua bóng đèn thì nó sẽ sáng bóng đèn lên, nó không chạm chặt giống như vậy sẽ gây ra cháy nổ và thương tích cho mình, và có thể là gây ra nhiều cái hậu quả mà trong khi chúng ta sửa điện. Các bạn thấy không? Khi mà không qua cái bóng đèn thì nó sẽ nổ tạch, và nó có thể cháy đường dây điện của mình. Còn khi qua bóng đèn rồi thì ví dụ như ở bộ nguồn này chạm chập thì nó sẽ nói tắt với cái bóng đèn. Đó, nó tắt với bóng đèn. Đây. Đó, các bạn hãy học bài an toàn điện như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ mà gọi là bị điện giật. Ví dụ như là cổng chì đi. Các bạn thấy nha. Đây, ví dụ như đây là một cái tu vít mà nó sẽ chạm điện được, các bạn biết không? Nó sẽ chạm điện được, và có thể là mình chọn cái tu vít ở đây này, có thể mình giật mình. Đó, nó sẽ giật mình đến nỗi là mình sẽ không chịu được nọ và mình sẽ bị đứng tim. Thì cái tu vít này là cái dẫn điện mà, các bạn biết không? Đây mình đo cho các bạn xem nè. Nó sẽ có cái dẫn điện nó rất là cao. Đây, nó kêu ha. Các bạn nhìn thấy nè. Nó dẫn điện rất là cao. Nên cái tu vít này khi mà chúng ta chọc vào điện là cấm kỵ các bạn chọc vào điện. Nhưng mà nếu mà ở những kỹ thuật, ở đây chúng tôi là những người chuyên gia về nghiên cứu về điện nên không sợ nữa. Có nghĩa là chúng ta phải cách đất. Có nghĩa là khi chúng ta cầm như vậy thì con người của chúng ta phải hỏng ở trên không, không có chạm với một vật thể nào để nó dẫn điện được. Nếu mà chạm vào vật thể nào mà chúng ta chọc vào điện này thì nó sao? Nó sẽ giật, nó sẽ đưa cái dòng điện qua người mình trở thành con điện trở và đốt nóng như cái bóng đèn. Mình mà đốt nóng như bóng đèn này thì mình sẽ gì? Cháy lên. Rồi, các bạn nhìn thấy nè. Đây tôi bật con dao. Đây là khi máy của chúng ta chạm chập cắm vào thì nó sẽ không nổ, và khi chúng ta sửa những cái chấu này là nó bị chập nè, nó sẽ không chết, nó sẽ không bị chạm. Rồi, như vậy thì cái bộ này nó khá là quan trọng, các bạn hãy xem lại, các bạn hãy xem lại video ở những bài trước đó là an toàn điện, để chúng tôi có thể giới thiệu cho các bạn cái bộ này làm rất là đơn giản. Rồi, khi mà an toàn điện đó các bạn cắt đất, cắt chân đất. Cái này tôi không khuyến khích các bạn làm, đây là cái thí nghiệm để cho các bạn hiểu về dòng điện như thế nào thôi. Đây, ví dụ như bây giờ tôi chập cho điện nè, các bạn thấy nè, tôi bị cắt đất nha. Rồi, tôi bị chập cho điện nè, nó không giật tôi. Đó, nó đâu có giật tôi đâu. Dây nào cũng gì hết, nó không giật. Rồi, khi các bạn nè. Đó. Cái chạm vào điện nó không giật là lý do tại vì mình biết an toàn điện là gì và mình phải cẩn thận nó trên từng chi tiết, để điện có thể giật chúng ta hy sinh lúc nào. Khoảng 5 giây thôi là chúng ta có thể hy sinh nếu không có ai phát hiện và cứu chữa được. Thì đây là tôi chế một công tắc để khi mà qua đây là không qua điện, qua bóng đèn và không qua bóng đèn, và đây là cái chạm để chúng ta cung cấp nguồn vào đây. Và cuối cùng video này sẽ mang đến cho các bạn là bí quyết sửa bộ nguồn này. Thì cơ bản một bộ nguồn muốn có được một bộ máy, có muốn có được bộ nguồn thì phải có cái nguồn để mà nó ăn, để nó cung cấp cho cái bộ máy của chúng ta. Bộ nguồn ATX này thì đưa ra rất là nhiều cái dòng điện trong đây, điện thế trong đây, nghĩa là đưa ra 12V và đưa qua cộng 12V, trừ 12V, 5V, 3V và nhiều cái loại nguồn khác để cung cấp cho computer. Thì cái bộ nguồn này đã hư rồi, mình hướng dẫn cho các bạn sửa nha. Đầu tiên á, mình sẽ bật chế độ quan sát lên, mình nhìn xung quanh là mình thấy cái bo mạch nó tà lè rồi. Một là mình sẽ không nhận cái ca này, hai là mình sẽ nhận với điều kiện là chúng ta phải báo với khách hàng, hay là của mình á, thì mình cũng nói là nếu sửa không được thì thôi. Nhưng mà đó là một cái bài học để chúng ta rút ra kinh nghiệm và thực tập. Thì các bạn nhìn thấy nè, trước tiên là các bạn dùng cái bàn chải, các bạn rửa hết sạch hết trên này nha, ở trên này khỏi rửa. Rồi thì các bạn bật chế độ quan sát nhìn thấy nè, cái cầu chì là lúc này nó đã nổ rồi nè. Khi mà cầu chì nó nổ rồi như vậy thì cái máy của mình chắc chắn là đã chạm rồi. Nó nổ hoặc là nó bị cái gì rò rỉ nó mới nổ cầu chì. Nếu mà các bạn đóng cầu chì vô á, khả năng mà máy nó hoạt động là bình thường á, rất thấp, nó chỉ khoảng 10% thôi. Đa phần là những cái máy Nhật nội địa chế độ bảo vệ rất cao thì nó sẽ
nó sẽ có những cái chế độ ngắt và nổ cầu chì như thế này, thì chúng ta thay vào thì nó hên thôi, 10% thôi. Mà nhưng mà đa phần thì bể cầu chì này thì chúng ta phải quan sát thêm một phần nữa, đó là phần nguồn ngoài. Một bộ nguồn của chúng ta chia làm hai phần. Một là phần thứ cấp. Đây là các bạn thấy không, nó không chạm vào nhau. Nè các bạn thấy nè, đường đi nó không chạm vào nhau. Hai là phần sơ cấp. Phần sơ cấp là điện nó không có khả năng giật nhiều. Có nghĩa là cái độ giật của nó là thấp hơn. Thấp hơn ở đây, tại vì nó ra bên đây là DC, nhưng mà có những cái phần AC nó rất là nhỏ chứ nó không đến nổi mà giật chết người. Đó. Thì ở đây là những bộ phận giật làm giật mình và có thể gây tử vong. Rồi. Thì mình để ý cái phần bên đây. Đó, nó sẽ chạm phần bên đây. Thì bây giờ nè, mình cắm nguồn vô thử coi thế nào. Thì đầu tiên mình đâu có dám cắm, mình thay cầu chì mình đâu có dám cắm, mà mình phải hên xui mà, mình sửa mò mà, thì thay cầu chì vô mình cắm điện vô liền thì nó nổ một cái đùng. Thì ở đây mình cắm điện thử coi như thế nào nha. Rồi, các bạn thấy nè, cắm điện vô nè. Đó, thì bây giờ ở đây là đứt cầu chì rồi. Đứt cầu chì rồi thì nó không có nổ nữa. Bây giờ mình nói cái cầu chì qua nha các bạn. Nói cầu chì qua. Có nhiều bạn là nói cái cầu chì qua liền luôn. Rồi, mình nói phải nói cái cầu chì cho các bạn xem nè. Cái này là mình mô phỏng cho các bạn xem nha. Mình không khuyên các bạn sửa chữa theo cái cách này. Tại vì nó khá là nguy hiểm. Rồi. Mình sẽ nói cái cầu chì qua. Có nhiều bạn nói như thế này, có nhiều bạn làm cái cầu chì ha. Như vậy thì cái này không phải là cái để hướng dẫn cho các bạn sửa mà không an toàn nha. Rồi, các bạn nhìn thấy nè, tôi sẽ cắm điện lên. Trước tiên các bạn muốn sửa mà cắm cầu chì gì nè. À, nó hên á thì nó được, còn nếu không á thì nó sẽ nổ một cái đùng cầu chì này. Nếu chúng ta không có cái bộ này. Còn các bạn mà có kiến thức á thì các bạn hãy đo nè, bật chế độ đo. Đo thông mạch, đo có nghĩa là đo ôm và nối mạch với nhau. Nếu nó nối mạch với nhau nè là nó sẽ kêu lên. Thì mình đo cái hai cái cầu nguồn này vô coi nó có nối mạch với nhau hay không. Không. Không nối mạch. Rồi mình đảo lại. Cũng không nối mạch thì mình có quyền cắm vô được ha, mình có quyền cắm vô đây được. Thì cái khả năng mà nó để chạm chập nó nổ á thì nó cũng rất là ít. Rồi mình phải bật chế độ 220 giờ. Rồi tiếp theo đó mình sẽ dỡ lên tất cả những thứ này ra, mình đừng để cho nó dính nha. Rồi bây giờ mình bật lên nha các bạn, mình qua cái hệ thống bóng đèn của mình, bật lên. Ở đây mình không thấy bóng đèn sáng, có nghĩa là bộ này không chạm. Mình đã nói tắt cầu chì rồi, nó không chạm, thấy không? Không chạm. Rồi bắt đầu mình mới đo. Mình mới đo cái ngõ ra của cái đường này. Mình đo ngõ ra coi sao. Coi nó còn hay không. Đây, đo ngõ ra coi nó còn hay không. Không thấy ngõ ra còn nữa nha các bạn. Cái ngõ ra này ngõ ra DC. Để mình coi cái mắt là đâu. Đây, mắt là đây. Rồi, mình ra đoạn ngõ ra DC có nghĩa là phần này, phần thứ cấp nó không còn chạy nữa, nó không còn hoạt động nữa, thì mình đo phần sơ cấp để mình hoạt động như thế nào. Rồi mình đo điện 220 vào thì mình bật chế độ 220 nha. Chế độ đồng hồ 220. Rồi mình sẽ đo đầu vào của nó có chưa. Đây, đầu vào là hai cái kim này đây. Vẫn chưa có điện vào. Thì bây giờ mình coi ở trên này có điện vào hay không. Rồi, đôi khi mình cũng phải chú ý mình gắn cái này có đúng điện vào hay chưa nè. Đó, các bạn thấy không? Chưa đúng điện vào nè. Các bạn thấy không? Ở đây tôi muốn thử các bạn là các bạn phải quan sát hay không. Điện vào á là cặp này với cặp này nó có điện vào nó mới vô được nè, các bạn thấy không? 220V. Có ở đây làm sao vô được? Đây là một cái để chú ý cho các bạn ghi nhớ được, khi các bạn sửa chữa phải tuyệt đối an toàn và ghi